bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chặn tất cả nội dung người lớn ở trên điện thoại Android nhé rồi đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái mục cài đặt ở trong máy cho mình nhé Ok tiếp theo thì các bạn sẽ tìm đến cái mục là kết nối rồi ở trong cái mục kết nối này á các bạn sẽ vào cái mục là cài đặt kết nối khác đây này tiếp theo thì các bạn sẽ vào cái mục là DNS riêng tư nhé nhấn vào ở trong này thì nếu mà nó đang hiển thị là tắt ở trên này ấy, thì các bạn bấm số cái mục cuối cùng ấy, và chúng ta sẽ nhấn vào cái chỗ này để chúng ta xóa những cái mặc định của nó đi tiếp theo thì các bạn sẽ điền cho mình cái dòng này đó là adult rồi gạch ngang viết tiếp cho mình cái chữ là filter ha rồi gạch ngang viết là dns clean browsing ha đó, viết như vậy ha. Rồi chấm org. Ok các bạn, viết y chang cái dòng này cho mình nhé. Sau đó các bạn bấm vào lưu. Rồi như vậy là xong. Bây giờ thì các bạn đã có thể chặn được tất cả nội dung người lớn ở trên điện thoại của mình rồi nhé. Thông tin thì các bạn có thử xem nhé. Ok.